Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ Pravda của Ukraine đưa tin trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên ở Budapest, lãnh đạo đảng cực hữu Hungary cũng là nghị sĩ liên minh châu Âu EU, ông Laszlo Torovsky cho rằng xung đột Ukraine sẽ hủy diệt châu Âu và đẩy nền kinh tế của lục địa này đến đáy. Ông Torovsky cho biết đảng của ông ủng hộ việc chấm dứt xung đột Ukraine qua các tiến trình, ngừng bắn ngay lập tức hòa bình và giải quyết bằng phương pháp đàm phán. Đặc biệt, lãnh đạo đảng cực hữu Hungary còn đưa ra đề xuất Budapest cần phải chiếm khu vực Transcarpathia, cực tây của Ukraina trong trường hợp Kyiv thất thủ trước Moscow. Theo RT của Nga, các thành viên cánh hữu từ một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm cả đại diện của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức AFD được cho là đã hoan nghênh đề xuất của ông Toroksky bằng những tràng pháo tay. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Ole Nikolenko đã kêu gọi chính phủ Hungary lên án nhận xét của ông Torovsky. Trong diễn biến có liên quan, Liên minh châu Âu EU sẽ có biện pháp đáp trả nhằm vào kinh tế của Hungary nếu Budapest ngăn chặn gói cứu trợ mới dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối. Trước đó, ngày 28 tháng 1, báo Financial Times FT đã tiết lộ kế hoạch bí mật được giới chức EU soạn thảo. Theo FT, EU đã vạch ra chiến lược nếu Budapest phủ quyết gói hỗ trợ cho Kiev. Kế hoạch nêu rõ, trong trường hợp không đạt thỏa thuận vào ngày 1 tháng 2 tới, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước EU có thể quyết định ngừng cung cấp ngân sách của khối cho Budapest. Bình luận về thông tin này, Bộ trưởng phụ trách vấn đề EU của Hungary, ông Janos Boka nhấn mạnh Budapest chưa biết kế hoạch này, song sẽ không chấp nhận việc bị gây sức ép. Trong khi đó, phát biểu trên mạng xã hội X, Cố vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết nước này sẵn sàng sử dụng ngân sách EU cho đề xuất gói cứu trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương 54,24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên Hungary mâu thuẫn với các đối tác EU. Năm ngoái, nước này cũng đã phủ quyết không cho phép EU cấp 19 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2023. Sau nhiều ngày tranh cãi về quỹ viện trợ của EU cho Hungary, Budapest mới chấp thuận khoản hỗ trợ này. Các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy hoặc đánh chặn 21 máy bay không người lái UAV mà Ukraine phóng vào bán đảo Crimea và một số khu vực của Nga. Hãng thông tấn RIA dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 11 UAV xuất hiện trên bầu trời bán đảo Crimea. Chia sẻ trên Telegram, ông Mikhail Rasvozayev, thống đốc Sevastopol ở Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, không có thiệt hại nào từ vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào thành phố này. Theo truyền thông Nga, nhiều UAV Ukraine cũng bị bắn rơi ở các vùng của Nga gồm Bengorod, Bryansk, Kaluga và Tula. Ông Vladislav Sapsa, thống đốc tỉnh Kaluga xác nhận các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống một tòa nhà ở ngoại ô thành phố Kaluga và không có thiệt hại lớn hay thương vong nào về người. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga với mục đích làm suy yếu năng lực chiến đấu của đối phương. Trong khi đó, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết, Moscow dạng ngày 30 tháng 1 đã triển khai 35 máy bay không người lái UAV cảm tử kiểu Shahed 136/131 và hai tên lửa phòng không S-300 hoán cải nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng, xăng dầu tại các tỉnh tiền tuyến và khu vực giáp biên giới với Nga. Các đơn vị phòng không và không quân đã bắn hạ 15 UAV đối phương trên vùng trời tỉnh Kiev, Kharkov, Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Kirovograd, Donetsk và Kherson. Cơ quan này cho hay nhưng không đề cập số phận của 20 UAV và hai tên lửa S-300 lọt qua lưới phòng thủ cũng như hậu quả của đòn tập kích. Ngoài ra, tạp chí Forrest Affair cho hay quân đội Ukraine đã mất đáng kể số xe tăng chiến đấu Leopard 2 do nước ngoài tài trợ. Trong số này, một phần tư xe tăng đã bị quân đội Nga phá hủy và phần còn lại bị hư hỏng do vượt quá khả năng sửa chữa của Kiev. Cũng theo Forrest Affair, việc các cố vấn phương Tây huấn luyện gấp rút cho các nhóm điều khiển xe tăng đã khiến Kiev không có sự phối hợp vũ trang chặt chẽ để bảo vệ thiết bị dưới hỏa lực trong vùng xung đột. Các lữ đoàn xe tăng Ukraine chỉ được huấn luyện trong 5 tuần nên đã tạo ra phần lớn là đội hình thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Các quan chức quân sự Ukraine cho hay Nga đang tăng cường tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến và có những thời điểm tiến hành tới 50 cuộc giao tranh mỗi ngày. Chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tanavsky cho biết Nga hoạt động rất tích cực ở tất cả các hướng, họ đã tăng cường số lượng các chiến dịch tấn công. Nga nối lại các chiến dịch tấn công vào mùa thu năm ngoái Moscow đã bổ sung kho đạn dẫn đường chính xác, thay thế lực lượng tổn thất trong giao tranh và được cho là có khả năng sản xuất khoảng 100 xe tăng một tháng. Do sự hỗ trợ bên ngoài và những thay đổi của ngành công nghiệp trong nước, Nga hiện có đủ số lượng đạn pháo. Các chuyên gia nhận định, Nga có lợi thế về nguyên liệu, công nghiệp và lực lượng năm 2024 cùng với sự chủ động về xung đột. Dù vậy, họ nhận định sự hỗ trợ của phương Tây và sự thay đổi chiến lược có thể tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên hiện nay, các nguồn lực quân sự của Ukraine đặc biệt là đạn dược đang cạn kiệt do thiếu sự hỗ trợ quan trọng từ phương Tây. Sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine đã chứng lại khi các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không thể đạt được sự nhất trí về gói ngân sách trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ được đề xuất trước đó. Kênh Guaganjo ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu lượt theo dõi trên Telegram vừa công bố video từ máy bay không người lái UAV cho thấy cuộc chạm trán giữa một binh sĩ Nga và nhóm trinh sát đặc nhiệm Ukraine gần thành trì Adipka tại tỉnh Donetsk. Kênh Gonzo cho hay, sau khi bị mất một chốt phòng ngự trên hướng Adipka, Ukraine cử nhóm 5 trinh sát đặc nhiệm tình nguyện thay vì lính động viên thông thường để giành lại vị trí. Tuy nhiên, họ không biết rằng một tay súng của Lữ đoàn 9, quân đoàn Donetsk đang phòng thủ tại đây. Trong video, nhóm đặc nhiệm Ukraine trú ẩn trên tầng 2 của một ngôi nhà đổ nát, trong khi binh sĩ Nga ở tầng dưới liên tục ném lựu đạn vào vị trí của họ. Một người bị thương chỉ về phía UAV Nga đang ghi hình trước khi từng binh sĩ Ukraine hạ vũ khí và tiến về nơi cố thủ của lính Nga. Tài khoản này nói thêm, nhóm lính Ukraine ra quyết định đúng đắn là đầu hàng sau khi nhận ra họ không thể giành lại chốt và cũng không thể rút về hậu phương. Và đó là binh sĩ Nga một mình bắt sống bốn đặc nhiệm đối phương. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video. Bên cạnh đó, theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cũng đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh trực thăng k 52 của nước này bắn phá một cứ điểm phòng thủ của Ukraine. Cuộc tập kích xảy ra ở gần tiền tuyến Kupiansk, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Thông báo của Nga cho biết các phi công đã sử dụng tên lửa và mồi bẫy nhiệt để tập kích cứ điểm của đối phương. Mục tiêu của nhiệm vụ đã hoàn thành, máy bay đã trở lại căn cứ an toàn. Trực thăng K-52 hiện đang là một trong những loại máy bay được sử dụng nhiều nhất trong kế hoạch quân sự của Nga. Hỏa lực mạnh và khả năng cơ động của K-52 đã giúp quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu nhiều khí tài quan trọng của Ukraine. Tuy vậy, do tính chất của nhiệm vụ, loại trực thăng này cũng thường xuyên bị đối thủ bắn hạ. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx cho biết, kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, Moscow đã tổn thất tổng cộng 59 trực thăng K-52. Ngoài ra, hiện Nga đang tiến hành tấn công giải thảm các chiến hào Ukraine bằng UAV Inferno mới. Theo nhà phát triển Rostenodron cho biết, máy bay không người lái UAV Inferno được trang bị 9 khe thả lựu đạn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, UAV bay qua các chiến hào của Ukraine, mở cửa sập và thả lựu đạn liên tiếp, theo loạt 3 quả mỗi lần. Cách thức này giống như ném bom giải thảm, hậu quả là binh sĩ đối phương thiệt mạng và bị thương. Ngoài ra, UAV này cũng rất hiệu quả khi tấn công các phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Rostenodron đã bàn giao hàng trăm UAV Inferno cho các đơn vị của Nga trong khu vực triển khai kế hoạch quân sự. Đại diện công ty này cho biết thêm, UAV Inferno được trang bị camera ném bom hướng xuống thiết bị hỗ trợ ném bom khi đang di chuyển. Điều này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của UAV bởi trong lúc đang lảng vảng, nó có thể bị bắn hạ bằng vũ khí nhỏ. UAV Inferno có thể mang tải trọng chiến đấu 4 kg, bao gồm lựu đạn VOG-17, lựu đạn GP-25 và loại đạn đặc biệt được thiết kế để thả từ máy bay không người lái. UAV có tầm hoạt động 5 km. Cả Nga lẫn Ukraine gần đây đều tăng cường sử dụng UAV, đặc biệt các mẫu mang thuốc nổ cho đòn tấn công cảm tử để tập kích mục tiêu của đối phương. Nga và Ukraine đều mất nhiều xe tăng, thiết giáp và nhân lực vì loại vũ khí này, cũng như triển khai nhiều cách đối phó với UAV của đối phương. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, Ukraine vẫn tụt hậu so với Nga trong sử dụng UAV trên chiến trường do thiếu người vận hành, số lượng UAV hạn chế và thiết bị kém chất lượng. Ngược lại, Nga đang tận dụng tối đa ưu thế từ nền kinh tế thời chiến nhằm đẩy mạnh sản xuất các loại UAV cảm tử. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Mỹ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng của mình sau khi xảy ra vụ tấn công chết người ở căn cứ Mỹ tại Jordani, dù chính quyền Mỹ nhấn mạnh không tìm kiếm một cuộc xung đột với Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức Mỹ cho biết vào hôm 28 tháng 1, ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào lực lượng Mỹ đang đồn trú ở phía đông bắc Jordani, gần biên giới với Syria. Ông Biden đã cáo buộc các nhóm do Iran hậu thuẫn đã tiến hành vụ tấn công tuyên bố sẽ buộc tất cả những đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và theo cách mà Washington quyết định. Đây là vụ tấn công chết người đầu tiên nhằm vào lực lượng Mỹ từ khi cuộc xung đột Israel Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, đánh dấu bước gia tăng căng thẳng đáng kể những mâu thuẫn và đụng độ ở Trung Đông. Phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Austin chia sẻ sự cảm thông sau sự mất mát của các binh sĩ, đồng thời nhấn mạnh: "Tổng thống và tôi sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ và quân đội." Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết họ không muốn tình hình gia tăng căng thẳng hơn nữa. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc xung đột ở khu vực về mặt quân sự. Đồng thời cho biết, Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc các lựa chọn. Mỹ đang cố gắng xác định lý do tại sao gần 350 binh sĩ tại căn cứ ở Jordani, được gọi là Tháp 22, không thể ngăn chặn máy bay không người lái. Được biết, quân đội Mỹ đã bị tấn công hơn 160 lần ở Iraq, Syria và Jordani kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và các tàu chiến của nước này cũng bị tấn công ở Biển Đỏ. Các cuộc tấn công đang gây áp lực chính trị lên ông Biden trong việc giáng một đòn trực tiếp vào Iran, một bước đi mà ông đã miễn cưỡng thực hiện vì quan ngại châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Theo các chuyên gia, bất kỳ cuộc tấn công nào vào trong đất Iran cũng sẽ dẫn đến việc Tehran đáp trả mạnh mẽ, khiến tình hình gia tăng căng thẳng theo cách có thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột lớn ở Trung Đông. What? <laughs>